Xin chào các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà mình sử dụng cái lồng bẫy mèo bẫy chồn này ha các bạn ha. Nó có cái ngăn nhốt mồi riêng luôn á. Cái ngăn nhốt mồi riêng các bạn thấy là cái ngăn ngoài sau nè các bạn ha. Bỏ mồi sống nó vô nó không ăn được. Thì cái lồng bẫy này thì nó có hai cái khoen chống sảy hai bên như các bạn thấy nè. Mình ha. Ở đây á nó có cái cây móc nè, các bạn móc cái cây này vô đây nha. Đó, các bạn móc sao cho nó vô đây rồi các bạn thấy không? Rồi dưới này nó có cái cung tròn dưới này nó chịu cái cây này nha các bạn. Kéo cái cung này lên cho nó chịu là cái cây. Cái cây là nó chịu vô cái khung này, cái cung này nè, mấy cái cung này các bạn gác lên. Đó, thì nó chịu lại con mèo nó vô. Nó dậm vô cái cung đó là sập bẫy nha. Cái này nó rất là nhạy nha các bạn. Nhẹ cái là nó sập à. Đó. Rồi khoen chống sảy nó rớt xuống. Rồi thì nó không có ra được ha bạn ha, rất là chắc chắn luôn.